Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Và quý vị thân mến, nhận được rất là nhiều những cái sự yêu cầu và những cái sự thắc mắc của quý vị về bộ truyện Kiếp Đàn Bà đã được phát sóng trước đó, thì hôm nay ekip của chúng tôi đã kịp biên tập lại phần ngoại truyện, phần tiếp theo của câu chuyện về cuộc đời của cô Vân để gửi đến cho quý vị, đáp trả lại cái sự mong chờ của quý vị rất nhiều trong mấy ngày vừa qua. Thì hôm nay Hồng Nhung xin thay mặt cho ekip của chương trình gửi đến cho quý vị và các bạn phần 1 của ngoại truyện bộ truyện Kiếp Đàn Bà sẽ được gửi đến cho quý vị ngay sau đây. Quý vị đừng bỏ lỡ câu chuyện hấp dẫn này, và vẫn như thường lệ sau khi nghe xong chuyện, quý vị nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Hồng Nhung cũng như là ekip chương trình. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được gửi đến cho quý vị và các bạn phần 1 của ngoại truyện Kiếp Đàn Bà. Hương thuê người điều tra số của Mạnh, chồng cũ của Vân. Mở phòng thấy Vân đang trong nhà tắm, cô ta lén nút lấy máy Vân và nhắn cho Mạnh. Em nhớ anh, em không muốn ở đây thêm một chút nào nữa. Hắn là kẻ tệ bạc. Lát sau Phong về, đi lên thấy tin nhắn trên máy Vân báo tên Mạnh. Sao thế? Có gì cứ bình tĩnh, nếu buồn có thể nói với anh sẽ nghe. Phong gạt máy rồi đọc đoạn tin. Thấy Vân đi ra, anh ta để lại lên bàn. Vân chẳng nói gì với Phong, mặt cứ tỏ ra lạnh nhạt. Anh nhìn Vân và nói, anh đối tệ với em lắm à? Không phải là anh quá tệ, đừng nói chuyện với tôi nữa, sang phòng bên cạnh mà ngủ đi. Mai cô ta đi rồi, anh không muốn thấy em thế này đâu, ngủ ngon. Phong biết mình sai nên anh ta lẳng lặng ra ghế ngủ. Cả đêm Phong cứ nhìn sau lưng Vân. Anh không hề biết rằng mỗi lời anh ấy nói, Vân đều buồn và chạnh lòng. Có lẽ cảm giác của người mang thai dễ nổi nóng. Vân chỉ biết rơi nước mắt tay ôm bụng mình. Sáng sớm Vân về mẹ đẻ. Mẹ kê thuốc bổ cho cô Sách về, mẹ lo bầu. Sao con có bầu mà gầy thế? Con không ăn được. Con cố ăn vào cho có sức chứ. Nhớ mang cái này về cho Bin. Bố hôm qua mua được cái ô tô đồ chơi này, rất đẹp. Vâng, vậy để con mang đi luôn. Nhìn quán của mẹ có vẻ tấp nập. Vân nhìn bố mẹ bận rộn với công việc của quán, lòng lại thấy yên bình hơn. Phong ngủ dậy không thấy Vân đâu, anh ta vội vã hỏi cô giúp việc. Cô đi ra ngoài từ sớm rồi ạ. Có nói là đi đâu không? Dạ không. Hương đi từ nhà bếp ra. Chị nói về thăm con, anh ăn sáng luôn đi. Phong liếc nhìn Hương. Chuẩn bị đi, lát anh Khánh sẽ đến đưa đi. Phong thay đồ rồi phóng xe đến nhà Mạnh, bỏ thuốc ra hút. Rồi đúng lúc thấy Vân đi từ nhà Mạnh ra, cười nói vui vẻ với Mạnh. Phong cười mỉa mai. Giờ chỉ động một tí là cô tìm chồng cũ luôn à? Cho thuốc xuống lề đường, anh chân dập xe phóng đi. Vân về nhà rồi đặt thuốc cho mẹ lên bàn, gọi chị giúp việc. Chị ơi, giúp em xắt thuốc này để uống nhé. Anh Phong dậy chưa? Cậu đi ra ngoài rồi mà. Tính chị giúp việc trả lời. Hương từ trên lầu đi xuống già đò hỏi han. Em chào chị, em sắp đi rồi. Vân không trả lời, Hương nói tiếp. Thuốc bổ thai à? Em có thể uống cái một chút không? Dù không muốn nói nhưng Vân cũng mở miệng. Khi nào chị rắc xong em có thể uống. Đồ của em mang sạch sẽ đi. Chị thấy em ở rất bừa bãi, có lẽ dọn sẽ lâu đấy. Hương lờ lờ nắm chặt tay trước lời nói của Vân. Thuốc vừa được đun xong, Hương đổ thứ bột gì đó vào chén thuốc. Phong về đến cửa, cô ta suýt xoa. Xem thử thuốc của chị Vân, chị thật tốt. Anh Phong xem này, chị Vân tặng em thuốc bổ. Hương nhấp ngụm nhỏ trước mặt Phong. Phong lên kéo tay Vân, quay đối diện với mình. Cô vừa đi đâu về? Anh đang làm tôi đau đấy. Cô đi gặp chồng con cũ, bỏ mặc chồng con mới à? Bản tính cô là cái loại thèm trai à? Anh nói gì? Ở với chồng không hạnh phúc là tìm chồng cũ. Đêm đêm nhắn tin hẹn hò. Thì tôi và cô cũng giống nhau cả mà thôi. Anh nói linh tinh cái gì vậy? Chị giúp việc gọi lớn. Cậu Phong, cô Hương cứ kêu đau bụng rồi tái mặt đi. Phong ra ngó xuống dưới nhà, thấy Hương ôm bụng đau quằn quại. Phong chạy xuống đỡ Hương. Em đau quá. Đau thế nào mà mặt mũi lại tái đi thế? Em đau lắm, em bị đau bụng.
Chị giúp việc, cầm giúp tôi cái chìa khóa xe lại đây. Vân thấy chân cô ta có dỉ máu, Vân sợ hãi chạy xuống. Phong nhìn Vân và bảo, ra mở xe đi. Vân mở cửa xe, nhìn hành động lo lắng của Phong. Bất giác Vân buông thõng tay, chặn cửa xe. Cô giả vờ đấy. Cô điên à, tránh ra. Em đau quá anh ơi. Tránh ra Vân. Phong ngắt Vân. Nếu anh đi, chúng ta sẽ kết thúc. Vậy thì kết thúc đi. Nói xong Phong đóng sập cửa. Vân cười rồi rơi nước mắt trước lời anh ta nói. Hóa ra đến cuối cùng, chúng ta cũng chỉ đến vậy thôi. Hưng trên xe kêu rên. Bát thuốc chỉ cho em đau từ khi uống nó. Đừng có nói linh tinh. Đến viện, những giọt máu chảy xuống chân do chính Hưng cắt ngón tay rồi làm chảy vào. Cô ta cười nhẹ, đúng là có cơn đau bụng. Bác sĩ khám cho Hưng xong rồi báo với Phong. Không nguy hiểm gì cả, tất cả đều bình thường. Phát hiện trong nước tiểu của thứ chất solen, chất này nếu quá nhiều thì sẽ gây ra sảy thai. Phong gật rồi thấy Hương nằm ngủ trong phòng. Anh ta nắm chặt tay phi thẳng về nhà. Thấy Vân đang ngồi ôm con trên ghế, anh ta kéo tay Vân. Anh quát cô. Tôi đã nói bỏ thai, nhưng chính cô bảo giữ lại. Vậy rồi sao bây giờ cô lại ác độc vậy? Vân, từ khi nào bản tính của cô lại như thế? Anh đang nói gì đấy? Ý anh là cô ta bị như vậy là do tôi à? Bác sĩ nói trong nước tiểu của cô ta có chứa chất gây sảy thai. Chỉ sau khi cô ta uống bát thuốc cô đưa. Cô ta là trẻ con mà Vân, tại sao cô lại nghĩ ra cách đấy? Bát thuốc ấy là mẹ tôi mua cho. Lẽ nào ý anh bảo mẹ tôi muốn hại cô bồ nhí của anh và... Phong hắt lời Vân. Hãy dừng lại đi trước khi cô đánh mất chính bản thân mình. Vân ra bàn bê bát thuốc. Cô không ngờ Phong lại nghĩ cô là người như vậy. Bát cô ta uống đây. Và tôi cũng mang thai. Nếu tôi bị làm sao thì lúc đấy hãy nói. Vân uống một hơi bát thuốc. Phong cản lại không kịp. Uống xong rồi quay qua Phong. Sao rồi? Anh thấy tôi vẫn đang ổn đấy. Phong lo lắng nhìn Vân. Chúng ta đang làm sao vậy? Rồi Vân thấy khó chịu. Cổ họng như bị thiêu đốt. Khó thở nữa. Anh không hề biết cô đang khó chịu. Anh thở dài và nói. Lúc này nói gì thì cũng đã qua rồi. Vân ngồi sụp xuống, ôm bụng, phụt máu mồm ngay trước mặt Phong. Anh đưa người khi máu của Vân bắn đầy về chiếc áo trắng của mình. Vân nằm gục xuống dưới sàn ôm lấy bụng. Bụng đau quằn quại. Phong hoảng loạn ôm Vân. Đừng dọa anh, đừng làm anh sợ. Tôi không có làm. Ừ, em không làm. Anh tin em. Phong vội vàng bế Vân ra xe. Cô cảm giác rõ đứa trẻ có lẽ đang bị thứ gì đó khiến cho đau đớn bên trong bụng. Cô cố gắng kẹp chân lại. Phong nhìn dưới quần Vân máu đã chảy ướt đẫm. Anh căng thẳng gắt lên. Máu ở đâu mà nhiều thế này? Đừng làm anh sợ Vân ơi. Mở mắt ra nhìn anh đi em. Vân lúc này đến khóc cũng chẳng thể. Cô thậm chí còn không nói được lời nào. Tiếng người nói bên tai giờ chỉ còn văng vẳng. Vân thấy trên bàn phẫu thuật, ánh đèn giống như khi cô sinh con đang rọi xuống gương mặt. Đó có lẽ là lần cuối con của cô tồn tại trong cơ thể. Bác sĩ nhìn về bần thần của Phong và nói, đứa bé không thể giữ được. Tại sao vậy? Cô uống phải chất kịch độc. Ít thì không sao, nhưng quá nhiều thì sẽ mất con. Phong sững người, đấm tay vào tường. Anh gọi về cho Khánh. Mang bát thuốc trên bàn đi điều tra xem. Xem lại camera trong nhà, gọi người xuống điều tra. Tôi hiểu rồi. Vừa đồng tin của cậu, mà tôi cũng đang như người mất hồn đây. Làm trong lặng lẽ, kết quả do ai làm cũng chỉ mình tôi biết. Tôi hiểu. Sáng sớm Vân thấy mẹ đang nói với bố. Ông về đi, một mình tôi ở đây là được rồi. Bà thức cả đêm rồi, để đấy tôi trông tiếp cho. Để tôi đi rửa mặt rồi ngủ chút, bao giờ tỉnh gọi cho tôi. Phong ở nhà nghe Khánh giải trình. Hôm ấy camera trong nhà bị rút dây nên không ghi lại được gì. Trong các gói thuốc bổ đều không có chất độc, nhưng riêng bát thuốc thì có. Cái loại độc này hay có vùng cao. Cô ta thuộc tỉnh nào? Cao Bằng. Phong nắm tờ giấy vò nát quét dưới sàn. Vậy cao quá rồi. Khánh nói tiếp. Theo như điều tra, tháng trước cô ta được chuyển 100 triệu vào tài khoản. Gia đình rất nghèo, không phải là dạng buôn bán đồ điện như chúng ta biết. Bố cô ta có ba vợ. Cô ta là con thứ tư của vợ ba. Anh tự giải quyết nó nhé.
nhưng đang bầu con của cậu. Con của tôi và Vân cũng không còn chỉ việc cô ta, còn dành khốn kiếp. Tôi sẽ báo với phu nhân. Còn bây giờ cậu và Vân định đối mặt thế nào? Chẳng biết sao nữa, đau đầu quá. Không nghĩ sự việc đến mức này, tôi đã đưa một con quỷ cái về nhà. Phong lên phòng thay đồ, thấy tờ giấy khám thai của Vân trong ngăn tủ. Anh ta sờ lên tờ phiếu siêu âm. Bố không biết phải đối mặt với mẹ con thế nào đây. Lúc đó điện thoại của Phong reo, là bố vợ gọi. Vân tỉnh rồi con? Vâng, con tới ngay đây. Cô thấy bố mẹ cứ cười nhạt trước mặt. Con của con không còn phải không? Mẹ Vân thở dài an ủi cô. Ừ, không sao con ạ. Con trẻ chẳng may có sự cố. Cô đỏ mắt, lòng đau như cắt, nhưng không rơi lấy một giọt nước mắt. Bác sĩ bước vào. Mời người nhà ra ngoài để tôi tiêm cho bệnh nhân. Vân vội vàng kéo tay mẹ. Mẹ đưa cho con 500.000. Đây con. Rồi đưa cho y tá. Thế bố mẹ đi ra, y tá và bác sĩ tiêm xong cũng để lại Vân một mình. Cô cố đứng dậy, vẫn mặc đồ của viện, ra ngoài bắt xe về nhà Phong. Về tới nơi, Vân vội lao vào ôm con. Chị giúp việc thấy Vân thì liền bảo. Cậu Phong vừa đi, sao cô lại về thế này? Cho cháu ôm gấu 5 phút. Cô ôm gấu trong phòng con rồi hôn lên trán thằng bé. Mẹ ơi! Mẹ đây! Mẹ đi làm. Cô càng khóc nức nở hơn. Đúng rồi, mẹ đi làm. Gấu của mẹ ở đây có ông có bà, có cả bố con nữa. Sau này con lớn sẽ hiểu cho mẹ. Đưa con cho cô giúp việc. Vân nắm tay cô. Cô giúp cháu chăm thằng nhỏ cô nhé. Cháu yên tâm, tôi vẫn đang chăm cậu ấy. Mà cháu định đi đâu? Vân cười nhẹ rồi gật. Quay đi cô ôm chặt tay lên tim mình. Cháu đi sớm về sớm với con nhé. Đừng trách cậu Phong. Cả đêm qua cậu Long vết mắng mà cô phun ra. Từ tay cậu Long và không muốn tôi giúp. Cậu ấy cũng đau lòng lắm. Đau thì cũng đã muộn rồi. Vân đến trường Bin mua cây cà bông chở con tan trường. Thế con vừa tan trường cô gọi vướng đôi môi tím tái. Bin chạy lại ân cần hỏi mẹ. Mẹ đến làm gì? Lâu nay mẹ ốm nên không đến thăm con được. Thằng bé sờ lên trán cô và nói. Mẹ ốm có nặng không? Bin này, mẹ yêu con lắm. Nhưng con lại hết yêu mẹ rồi. Vân cười rồi đưa cà bông cho con ăn. Ăn cà bông đi con. Con là con trai của mẹ mà. Con trai phải luôn mạnh mẽ, để sau này mới có thể bảo vệ người con yêu. Con không giống bố. Nước mắt Vân lăn dài, cười nói với con. Mẹ có lỗi với con nhiều lắm. Con hãy luôn giữ hình ảnh mẹ trong tim con nhé. Thằng bé lau nước mắt cho cô rồi thủ thỉ nói. Mẹ khóc đi à? Con có nói gì đâu. Mẹ nói gì mà lạ vậy? Bố đến đón con kìa kìa. Cô ôm Bin vào lòng, vỗ về con. Con vẫn mãi mãi là con của mẹ. Thì con vẫn là con của mẹ mà. Con về nhé. Bao giờ mẹ lại tới? Thằng bé ngô nghê hỏi. Sẽ sớm thôi, con đi đi. Vâng mẹ. Vân đứng dậy ra gốc cây nấp tránh Mạnh. Vừa chạy ra tới thì Mạnh liền bảo. Mẹ vừa đến thăm con, ở chỗ kia. Mạnh nhìn vị trí Bin chỉ không thấy Vân đâu. Liếc nhìn thằng bé. Làm sao mà đi nhanh thế được? Lại nói dối à? Không, mẹ đến thật mà bố. Thôi ông tướng, lên xe về đi. Mẹ con làm cánh gà mà con thích đấy. Thằng bé vui vẻ ria một tiếng. Vân đứng sau gốc cây vẫy tay tạm biệt con. Nhìn thằng bé đi khuất, Vân bắt xe buýt hướng thẳng về Hòa Bình. Phong và bố mẹ Vân đi tìm cô khắp nơi. Mẹ Vân tức tuổi. Nó mới đi đâu được chứ? Mới sảy thai xong. Một lần sảy thai bằng 3 lần đẻ. Bố Vân an ủi. Được rồi, chắc nó muốn yên tĩnh một mình. Để cho nó bình tĩnh lại. Phong lo lắng hỏi. Cô có biểu hiện gì không bình thường không à? Mẹ Vân trả lời. Nó vẫn bình thường mà. Vậy để con đi tìm xem sao. Nói xong anh ta phóng xe lên đi. Đến nhà Mạnh. Nghe Phong hỏi Mạnh lắc đầu không có. Chỉ thấy lúc nãy thằng Bin có nói gặp mẹ. Mà tôi nhìn thì không thấy nên không biết thế nào. Ok, cảm ơn. Phong chào tạm biệt Mạnh rồi quay về nhà. Vừa thấy Phong, cô giúp việc liền bảo.
Sau khi cậu đi, cô có về nhà và đeo cho gấu cái lắc bằng vàng hình ngôi sao này. Sau đó cô đi luôn ra ngoài. Có nói gì thêm không cô? Không, chỉ bảo nhờ tôi chăm sóc gấu. Gấu giật mình khóc ré lên. Cô giúp việc dỗ hoài mà chẳng nín, quay sang phòng. Cậu bế nó xem nó có đỡ không. Dạ bố bế nào, sao con quấy quá vậy? Ngoan, để bố đi tìm mẹ nhé. Vân mua một bộ đồ chơi cùng với một con búp bê ra mổ con. Cô nhặt cỏ dài trên mộ. Mẹ về rồi. Lâu nay ông bà bận nên chưa về thăm con được. Còn mẹ thì dù không về cũng luôn nhớ về con. Mang con trong tim là đủ rồi. À, con có em rồi. Thằng bé tên Gấu, đáng yêu lắm. Đáng lẽ có em nữa, nhưng do mẹ vụng dại nên làm mất em. Giống như mẹ từng làm mất con vậy. Vân đập tay liên tục lên ngực mình, như nén nỗi đau vừa khóc. Con ơi, mẹ đau lòng lắm. Cuộc đời này mệt mỏi. Mẹ hối hận cũng đã muộn rồi. Tiếng khóc giữa cánh đồng như ai oán, khóc trong đau đớn. Khóc mà cũng chẳng thể nào xóa nhòa nỗi đau. Phong đi khắp nơi tìm Vân nhưng đều không có kết quả. Bỗng dưng điện thoại của Phong reo lên. Là Vân. Alo, em đang ở đâu vậy? Chúng ta nói chuyện đi. Được, em đang ở đâu? Hương cay cú khi tỉnh dậy không qua bên cạnh. Khánh thở dài lên tiếng. Phu nhân nói là một âm thầm sinh con sẽ được tiền. Ai là phá bỏ? Tôi sẽ sinh chứ, sẽ sinh con. Ngày mai tôi sẽ đưa cô đến nơi mà cô sẽ sống. Anh Phong đâu rồi ạ? Những việc cô làm đều bị lộ tẩy. Và cô đừng mong gặp lại cậu ấy. Vì cô mà Vân đã mất đi đứa con. Vậy à? Tôi đâu có cố tình. Tất cả là do số phận. Dù cô ta gọi cho Vân. Nhìn số điện thoại, Vân bắt máy. Nói đi. Chị tinh quá nhở, cũng biết tôi là ai cơ đấy. Em không gọi thì chị cũng tính gọi cho em. Vậy chúng ta gặp nhau luôn chứ. Vân đến điểm hẹn gần cây cầu bắc qua sông. Vào quán cà phê nhìn thẳng ra sông. Cô vẫn giữ điềm tĩnh trước mặt Hương. Trông chị vẫn ổn. Hương nói với một nụ cười đắc ý. Rất ổn. Mất đi đứa này thì sẽ có đứa khác. Vì chồng của chị thì vẫn là chồng chị. Chỉ sợ không có chồng thì sẽ khó có con thôi. Vân đáp trả bằng dòng mỉa mai. Chị nói hay lắm, chị xem video đi. Máy Vân hiện lên đoạn video Phong và Hương hôn nhau trên xe, hôn nhau trên giường và cách anh ta đang lột đồ Hương. Vân cắn răng cố tỏ ra bình thường. Tất nhiên là anh ta không làm như vậy thì làm sao mà em có thai được. Chị sẽ chẳng hạnh phúc, vì ngay từ đầu chị đã là kẻ thừa trong cuộc sống này. Người như chị chẳng thể nào giữ chân được anh ấy. Vậy như em thì giữ được à? Tất nhiên là em có mọi cách, kể cả việc chấp nhận uống thuốc có độc. Chẳng may em bé có sao, rồi em sẽ hối hận cả đời. Thuốc do em pha, em biết bao nhiêu là đủ. Không ngờ chị lại uống cái bát đấy. Kẻ ngu ngốc là chị. Em chỉ là một, còn rất nhiều cô gái khác. Chị có thể quản hết được không? Chị tự có cách giữ anh ấy cho riêng mình. Chúc em mẹ tròn con vuông. Chị không giận em vì em đã bỏ đồng à? Bỏ đồng là em, còn đúng hay không là do bản thân chị. Chị không trách em. Chị thương hại em thì đúng hơn. Chị đang có hẹn với chồng rồi, tạm biệt. Vân đứng lên và hoa mắt lảo đảo. Cứ nghĩ đến đoạn video đó cô lại thấy ghê tởm. Cô ghê tởm anh ta. Hương đập tay xuống bàn hét lên. Mày chỉ là con đĩ mà đòi lên mặt dạy tao tỏ vẻ cao thượng. Tao xem hai đứa mày có hạnh phúc được không. Tao tuyệt đối không cho phép. Vân đứng trên cây cầu, gió bay bay mái tóc. Cô giơ điện thoại lên nhìn tấm ảnh cưới. Phong đi tới nơi, vì xe bị cấm đi bên làn ngược chiều nên đỗ đối diện chỗ Vân đứng. Anh gọi cho cô. Tránh đi vòng sang nhá, cầu này chưa thông. Không cần đâu, anh đứng đó cũng được rồi. Tôi có vài lời muốn nói với anh. Gì mà lời cuối, chúng ta về rồi nói. Dù sao thì nước mắt tôi cũng đã khô kể từ khi gặp anh. Chúng chẳng còn để mà tuôn ra nữa. Em nói gì vậy? Là anh sai, anh xin lỗi em. Chúng ta sẽ lại có những đứa trẻ khác. Tôi chúc anh sẽ có những đứa trẻ khác với những cô gái khác. Người như anh sẽ chẳng biết thế nào là yêu một người phải không? Anh không quen có thói quen nói ra miệng, nhưng lòng anh có em. Đó không phải là yêu. Bây giờ anh yêu em cũng chưa muộn phải không? Chúng ta bắt đầu lại nhé. Vân quay lại nhìn anh ta, cười nhẹ rồi trèo qua thành cầu nhảy xuống.
Phong chạy vội rồi bật rào sang. Vừa chạy vừa hét lên: "Không, Vân!" Rồi anh nhảy theo cô xuống sông. Trong quán cà phê mọi người hô lớn: "Cô gái vừa quán này ra nhảy sông!" Hưng thấy xe của Phong trên cầu, cô ta nghĩ: "Cô ta nhảy sông, tốt rồi." Vân thấy rõ cảm giác xuống đáy sông có thứ gì đó đen đen. Chỉ có chết đi có lẽ là lối thoát để khỏi phải sầu đau, sẽ không còn phải khóc vì bất kỳ ai nữa. Phong nổi lên mặt sông nhìn xung quanh không thấy Vân, anh ta hét lớn: "Vân, em ở đâu?" Hưng hỏi người lái thuyền: "Nước chảy xuôi về đâu vậy chú?" "Mùa này nước xuôi về hướng Nam, đi dọc bờ Nam cho cháu, bao nhiêu cháu cũng trả." Đến sẩm tối, sau khi đã đi khá xa, thấy một người dân trai ý ới: "Ông ơi, tôi vớt được người, ông có mang điện thoại không? Báo công an đi." Hưng tính thì vội hỏi: "Còn sống không?" "Còn." Hưng vội vã nhảy sang thuyền ngó xem thì thấy đúng là Vân. Cô hớt hải lên tiếng: "Đúng là bạn của cháu rồi. Ôi, may quá. Nó nhảy sông nên cháu thuê thuyền đi tìm." "Vậy tốt rồi, để đưa vào bờ." "Cảm ơn hai chú ạ." Đưa tiền xong, Hưng nói: "Hai chú cứ đi đi, để cháu gọi người đến đón ạ." "Ừ, vậy tôi xin nhé. Mà bảo bạn sao chưa có dạy nữa đấy." "Dạ, con này nó ngốc lắm ạ." Cô cố tình khai tên của Vân. Thấy Vân đang mơ màng mở mắt, Hưng lấy hòn gạch gần đó. Cô ta đập hòn gạch liên tiếp vào đầu và mặt Vân. Rồi cô ta đang nghiến: "Mày phải chết, phải chết rồi tao sẽ thay mày lo cho chồng con mày. Loại ngu như mày sống không nên sống." Cô ta đập liên tục vào gương mặt Vân, máu chảy ròng ròng. Vân mơ màng dãy giụa vì đau đớn: "Tao đập nát mặt mày, để có thành ma cũng không dám về." Tôi đau đớn, bàn tay tôi nắm là chặt lấy những hạt cát nhớ về ký ức. "Chào anh, tôi là Vân." "Cô ngồi đi, tôi là Phong." Ký ức về người đàn ông đến bên tôi vào mùa thu cũng dần ra đi vào mùa thu. Ký ức mãi là ký ức. Hình ảnh Hương đang định giết chết Vân khi Vân buông thõng tay, thả những hạt cát cuối cùng nằm trong tay. Kiếp đàn bà của Vân từ giây phút này như đã chấm dứt. Sau 5 ngày tìm kiếm không có kết quả, Phong như kẻ mất hồn. Xác của Vân vẫn chưa được tìm thấy. Mẹ của Phong thuê thầy cúng về cứ rung lắc chuông trước mặt Phong. Khánh nhìn Phong giọng đầy lo lắng: "Cậu đã như vậy 5 hôm rồi, nhưng tôi nghĩ cậu cần yên tĩnh." Mẹ Phong thở dài: "Nếu vợ nó thật sự đã chết, có lẽ nó đang ám vào thằng bé, cần phải giải quyết ngay." Phong mặc chiếc áo sơ mi trắng quần đen, ngồi góc phòng cứ cười như kẻ điên. Các thầy cúng cỡ lắc chuông trước mặt anh. Anh càng cười lớn rồi bất giác trong nụ cười ấy là kèm theo những giọt nước mắt của Phong rơi tách xuống nền. "Đối với tôi, em chính là nỗi ám ảnh cả đời. Nếu ông trời cho anh gặp lại, anh nhất định sẽ chẳng yêu em." "Ai nói anh không yêu em?" Phong bật khóc rồi cười như kẻ điên. Anh lúc này mới nhận ra là anh rất yêu cô. Hình ảnh đôi nam nữ đó vào một ngày mùa thu, đã quen nhau trong một đêm thu tình cờ, xa nhau rồi gặp nhau, yêu mà chẳng hiểu lòng có yêu hay không, chỉ biết tất cả đã là muộn màng. Giờ chỉ còn lại hình ảnh của họ chạy trên cánh đồng ngô ngày nào. Ít nhất khi đó họ chẳng lãng mất nhau. Ve vẻ vè ve cái vẻ lá lốt, chú cha chú chít bán mít chợ đông, bán hồng chợ tây, bán mây chợ huyện, bán kiến chợ đào, bắt được bạn nào thì sao bạn đấy. Tiếng lũ trẻ con của những người dân trài đang nô đùa hát về với nhau. Một đứa trẻ chạy vào bụi đi tè. Một đống cát gồ lên đang động đậy. Đứa bé trai đã thốt lên: "Chú mày ơi, chỗ cát này đang động đậy này." Lũ trẻ kéo tới nhìn vào đống cát đang động đậy. Một đứa bé đẩy bé trai vào gần đống cát: "Vào xem cái gì đi." "Thôi, tao sợ rắn lắm." Đống cát bỗng thụt dần cát xuống, khiến lũ trẻ tò mò đến gần tới nơi. Tiếng quát của một cô gái bên làng trài nói lớn lên, có vẻ như là chị cả: "Mấy giờ rồi mà còn chưa về? Mấy đứa có thích ăn đòn không?" Đám trẻ đứa nào mặt cũng ngơ ngác, tò mò vọng lại hỏi người gọi: "Chị ơi, ở đây có cái gì?" "Cái gì là cái gì?" "Đống cát này nó động đậy và có tiếng." "Vớ vẩn, về đi, trời gần tối rồi đấy." Lúc trẻ sợ chị mắng, trẻ toán loạn. Cô gái vừa quay đi thì đống cát trồi ra bàn tay đầy máu, tóm lấy chân của cô gái. Nỗi sợ hãi, cơn giông sấm chớp lóe lên như báo hiệu một điều kỳ diệu đang xảy ra. 3 năm sau, đội 123 vào vị trí. Tất cả mọi người chuẩn bị bắt một vụ buôn lậu khá có quy mô.
chúng rất tinh vi, thậm chí có thể trang bị súng, nên tất cả đều phải nghe theo lệnh chuẩn của tôi, nghe chưa? Một người đàn ông dáng vẻ bụng phệ, cất bập tòng trung, nhưng đang to tiếng quát cả dưới ra ngoài. Một tập hồ sơ được đập lên bàn. Xin chào mọi người, tôi là Khánh, là lãnh đạo mới của chi cục trưởng cục hải quan này. Người đàn ông bụng phệ mặt cười tươi rạng người chào hỏi. Sếp là sếp mới à? Tôi cứ nghĩ ngày mai sếp mới đến. Hôm nay có vụ quan trọng nên tôi sẽ nhậm chức sớm hơn. Có vấn đề gì thì anh cứ nói, chúng ta có thể trao đổi. Dạ không, tôi nào có dám. Tên bụng phệ quay ra nói với người thân cận. Hắn có cây lớn đỡ đấy. Ai vậy? Trên tổng cơ. Nghe nói trước hắn chỉ là nhân viên. Rồi Kim luôn lái xe cho người đấy. Bây giờ một bước lên tiên rồi. Thế thì chúng ta khó sống rồi đấy. Khánh tổ chức công tác vây bắt tội buôn lậu xong xuôi đâu đó. Anh ta gọi điện. Tôi đã hoàn thành xong nghĩa vụ nhậm chức. Còn cậu, cậu đã xong việc chưa cậu Phong? Có lẽ cũng sắp xong rồi. Lời nói lành tanh vang ra từ chiếc điện thoại nhưng cũng khiến anh vui vẻ. Dù sao thì ít nhất trong 3 năm qua cậu vẫn có thể nói chuyện với tôi. Phong nhích môi cười nhẹ rồi cúp máy. Bên bờ sông, một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi đen quần bò, nhưng chân là đi đất. Trên cổ quàng chiếc khăn, tay thì cầm rất nhiều tiền. Thả xuống dòng nước với gương mặt buồn, nhưng vẫn cố gượng cười. Em thế nào, có khỏe không? Con chúng ta hôm nay cũng đến. Bố con anh sẽ đi khỏi đây. Một đứa trẻ 5 tuổi chạy ra ôm lấy chân bố. Bố ơi, mẹ vẫn chưa về à? Người đàn ông tên Phong đó cười nhẹ với con trai. Mẹ đi làm con à? Mẹ làm gì mà lâu thế? Bố đón mẹ gấu về đi. Lời nói của con trẻ như sát muối vào lòng người đàn ông này. Tiếng vua em đến gần bế gấu lên. Thiếu gia nhỏ ra kia chơi đi nào. Không được hỏi về nữa, bố sẽ buồn đấy, biết chưa? Vũ ơi, sao bố lại buồn à? Phong bước xuống gần nước lạnh. Anh ta nhìn lên bầu trời. Tôi sẽ bước tiếp trên con đường tôi đã chọn. Khi nào tôi chết, nhất định tôi sẽ mỉm cười khi gặp em. Anh ta cầm nắm tiền hất tung về mặt sông. Tiền bay vất vưởng xung quanh. Có lẽ anh ta muốn chôn giấu ký ức của mình tại nơi này, nơi mà anh ta chứng kiến vợ của mình tự vấn. Tại Hàn Quốc, một cô gái đang ôm một bó hoa lớn đứng trước cửa một thẩm mỹ viện. Một vị bác sĩ Hàn vừa bước ra, cô gái liền hét ầm lên. Chúc mừng sinh nhật cô Choi. Chúc cô ngày càng xinh đẹp rạng rỡ và gặp nhiều thành công. Cô cảm ơn em. Cảm ơn cô học trò vẫn nhớ đến sinh nhật của bà cô này. Em nhớ chứ, cô cứ đùa. Thế tính bao giờ lấy chồng để con chuẩn bị tiền mừng nào? Có ai đâu cô. Xinh thế này mà nó không có ai sao? Với vẻ đẹp này là do cô tạo ra mà, đâu phải tự nhiên. Thì cũng phải có nét thì mới được như vậy chứ. Đúng rồi, mẹ em nói trước khi em bị tai nạn em rất xinh xắn. Đấy, lại nổ rồi. Cha đâu? À, vẫn đang miệt mài lắm cô. Đang cố đoạt giải để được xuất đi tập huấn tại Anh. Em thì sao, không màng đến à? Em được rồi cô ạ. Cô Choi ôm lấy học trò vui mừng thốt lên. Thân à, chúc mừng Vân nhé, cô biết em làm được mà. Quá khen rồi. Cô cho nhìn nụ cười của Vân, rồi nhớ lại ngày đầu tiên nhận bệnh nhân. Gương mặt của Vân bị tan nát, biến dạng hết cả. May sao có đôi mắt vẫn yên ổn. Cô cho nhớ lại. Bà nhớ lại lời của mẹ Vân. Chúng tôi được giới thiệu qua đây. Bên kia họ chỉ làm sơ qua để cầm cự vết thương. Xin hãy cứu con tôi với. Bà cho nhìn bệnh nhân rồi liền trả lời. Khuôn mặt như bị phá hủy bởi vật cứng đập vào, vết thương rất dã man. Vì bác sĩ khám cho Vân nhìn xót xa. Gương mặt của cô ấy dường như phải tái tạo lại hoàn toàn, vết thương rất nghiêm trọng. Mẹ Vân nức nở. Bác sĩ, tôi có việc nhờ bác sĩ. Mong bác sĩ làm che đi vết sẹo, cháu nó đã từng sinh con, và làm tất cả về vùng kín cho cháu. Chăm sự nhờ bác sĩ. Tôi có thể hỏi tại sao? Nếu không trả lời thì cũng không sao. Chúng tôi đã quyết định để con của mình làm lại từ đầu. Bà Choi thắc mắc. Rốt cuộc cô bé đó liên quan gì đến vợ của thủ tướng mà bà ấy đích thân giới thiệu ra? Con tôi là con dâu của bà ấy. Thấy con bé như vậy, bà ta nói, hãy cứ để nó chết đi.
bà muốn con bé buông con trai bà ấy. Nhưng sau khi tỉnh con bé sẽ ra sao? Nó chẳng nhớ gì, thậm chí còn chẳng nhận ra mẹ của nó. Nhìn con đau đớn mà thân tàn ma dại. Chúng tôi nghĩ đó là việc tốt. Quá khứ đối với nó có quá nhiều đau thương. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Cô Choi đang nhớ lại thì Vân đập vai. Cô nghiêng đầu hỏi cô Choi. Cô cho mình đi làm vài chén chứ nhở? Vân này, mỗi lần trở trời có thấy đau đầu không? Có cô ạ. Vì ngày trước bị vết ở đầu quá nặng, có lẽ bây giờ nó đã ảnh hưởng. Vậy có bao giờ nghĩ đến những vấn đề khác hay nhớ gì khác không? Nhớ cái khác là nhớ cái gì ạ? À, không có, không có gì. Em cảm ơn cô mấy năm qua đã giới thiệu em học được chuyên ngành spa mà em yêu thích. Em không bạo những cái tên trà nên không dám theo học ngành của cô. Trà chỉ là người cứu em thôi phải không? Sao gia đình em lại tốt đến mức nuôi chán học cùng em vậy? Mẹ nói nếu không có trà thì em đã chết rồi. Thế nên bố mẹ em coi trà như là con. Biết đâu cô gái có bí mật gì thì sao? Là bí mật gì ạ? Ví dụ như lúc em tai nạn chẳng hạn. Việc này em không nghĩ tới. Thôi cô trò mình cạn đi. Hai hôm nữa em bay rồi. Bố mẹ vẫn khỏe chứ? Vâng, vẫn khỏe quá. Bố mẹ em mở cửa hàng bán đồ ăn sáng ở khu, ai cũng khen ngon. Vừa mang hương vị Việt là vừa đậm chất Hàn. Cô vẫn nhớ mãi bát bố mẹ em nấu ngon tuyệt. Để em gọi trà rồi bác cô trò mình đi nhé. Tới quán thịt nướng ven đường, Vân và trà cùng nhau nâng chén chúc mừng sinh nhật cô Choi. Trà cầm ly rượu, nhăn mặt cầu cứu. Em không uống được rượu. Vân động viên nó. Một tí chuyến bụng thì có sao đâu. Cô Choi tiếp lời Vân. Ăn thịt nướng mà uống rượu thì thật là uổng phí. Nhìn cô này. Cô Choi uống một hơi hết ly rượu. Sau đó gắp cho một miếng tỏ vẻ cực khoái ngon miệng. Vân nâng ly trà. Nào, chén đi cha. Trà vẫn không tỏ ý muốn uống. Em không uống được mà. Trà rụt rè mà lại học chuyên ngành thẩm mỹ được. Còn em trông mạnh mẽ để chỉ làm việc chăm sóc sắc đẹp. Đúng là trái ngược. Cô Choi vừa xoay xoay ly rượu vừa nói. Trà nghe vậy thì liền trả lời. Chị Vân mạnh mẽ hơn em nhiều đấy cô ạ. Phải. Nếu không mạnh mẽ sẽ chẳng thể sống sót. Vừa biết mình đã lỡ lời nên cô Choi vừa cứu chữa. Cô sai rồi, cứ phạt cô đi. Vân cô tay. Em biết là cô sai mà, cạn ly nào. Trong khi đó từ London, một cô gái chạy léo đéo theo sau bố con Phong. Anh Phong, sao anh không nói câu gì vậy? Em theo sắp xếp của người lớn đến đón anh với tư cách hôn thê của anh. Mà sao anh lại tỏ thái độ như vậy? Phong đưa gấu chú vỗ em rồi quay lại nhìn cô gái. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Em 19 tuổi. Cô kém tôi 16 tuổi. Chúng ta chưa một lần gặp mặt và chưa một lần đính hôn hay hẹn nước có phải không? Phải. Vậy được rồi. Nếu có thắc mắc hãy nói với bố mẹ rằng tôi đã có một đứa con trai và không phù hợp với cô. Bố mẹ em biết điều đấy ạ? Biết mà vẫn định gả con cho kẻ có vợ. Bố mẹ em nói vào nhà anh giàu có ăn cả đời không hết. Thẳng thắn đấy. Cái gì cũng có cái giá của nó. Về đi. Phong quay qua cô giúp việc. Cô tiễn khách giúp tôi. Rồi đi thẳng lên phòng anh gọi điện cho mẹ. Đừng làm phiền con nữa. Nếu mẹ còn muốn con nghe máy của mẹ thì đừng nói gì thêm. Con trai của bố lại vừa ứng cử thêm được 5 năm nhiệm kỳ nữa. Chuyện này là chuyện vui, mẹ muốn báo cho con. 3 năm giờ con chưa bao giờ ngồi nói chuyện hay ăn cơm cùng với bố mẹ. Con có quá đáng lắm không? Vì vợ con mất mà con oán trách lên bố mẹ hay sao? Con sẽ không nhắc lại chuyện quá khứ nữa. Phong cúp máy rồi thay đồ chuẩn bị đến công ty. Phong thái lịch lãm với chiếc khăn ở ngực. Đôi giày tây, bước ra ngoài cửa thấy gấu đang đứng ở cửa buồn bã. Sao về con trai? Bố lại đi làm. Bố phải đi chứ con. Bố đi làm, mẹ cũng thế. Bố đừng đi lâu nhé. Xong việc bố sẽ về với con. Ngoan, giờ thì ăn no và đi ngủ đi. Ở đây con buồn. Phong xoa má con. Rồi con sẽ quen thôi. Sau đó anh lên xe lái vụt đi. Trên xe Phong thấy điện thoại của Khánh. Anh ta cười rồi đeo tai nghe. Trong điện thoại vang lên giọng của Khánh. Tôi vừa tiếp đái bạn cậu. Cậu biết tôi đang gặp ai không? Ai? Con bé Hương nằm đó.
Phong nghe đến cái tên này thì liền đổi sắc mặt, tỏ ý không vui. Khánh hiểu nhưng vẫn nói tiếp. Lúc tối đi qua chỗ đứa bạn tổ chức họp lớp, thấy nó đang cặp với thằng bạn thân tôi. Thằng đấy đã có vợ, mà tiếc thay làm gái rồi. Anh Khánh này, những chuyện ngoài lề bỏ qua đi. Đặc biệt là con đó, nghĩ đến nó tôi thích kinh tởm. Rêu thế thôi, dù sao nó cũng quả báo đứa bé nó sinh ra dị tật rồi. Mất sau vài phút do dính chất độc mà nó uống. Tôi thấy cậu đã thông báo dừng cuộc tìm kiếm xác Vân rồi. Phải, 3 năm rồi, tôi nghĩ đã đến lúc dừng lại. Cậu làm như vậy đã kiên trì lắm rồi. Có một số xác bị phân hủy, có lẽ là một trong số đó, do cậu không thừa nhận. Tôi bận rồi, cúp máy nhé. Khánh thở dài trước cái cúp máy của Phong. Cậu chết rồi, đến bao giờ cậu mới chịu chấp nhận đây? Một người đầy tâm trạng tại Anh, còn ở Hàn Quốc, Vân say sưa quàng vai Trà đi trong con ngõ nhỏ về lên nhà. Trà thấy Vân đi loạng choạng thì lo lắng hỏi. Chỉ có nôn không đấy? Không nôn đâu, chú Diệu cứ tốt mà. À, mai bố mẹ chị về Việt Nam, nghe nói là đi tảo mộ gì đó, có gửi gì về cho bố mẹ em không? Em không, em làm gì có gì để gửi. Xạo, chị vẫn thấy hàng tháng em gửi tiền làm thêm về còn gì. Sao chị biết? Mẹ nói chứ ai. Mẹ bảo em có hiếu lắm, còn chị thì bất hiếu. Mỗi khi chị đòi về Việt Nam là y rằng bảo chị bất hiếu. Chị không hiểu đâu. Vân ngó đầu Trà. Ừ, thế chắc là em hiểu đấy. Em hiểu mà, hiểu rõ luôn ấy. Như nào, nói cho chị nghe. Bố mẹ không muốn chị về rồi nhớ lại tai nạn đó khiến chị buồn chứ sao. Bị thì cũng đã bị rồi, chắc chắn là có uẩn khúc gì đấy. Chị qua anh bao lâu? Em chắc qua bay sau. Ở nhà bố mẹ sẽ không còn ai. Ừ, cố thi đỗ đi đã. Chị đi tập huấn 3 tháng thôi. Vừa mở cửa vào nhà, nghe thấy bố mẹ nói chuyện trong phòng. Tính mẹ Vân vọng ra nghe rõ. Tiền để con nó đi tập huấn tôi để riêng ra rồi, xong lại lấy như cơ bạc. Tại sao lại đổ đốn như vậy? Ngày trước ông có như thế đâu. Tôi muốn nhanh kiếm tiền để con nó có điều kiện mở một spa mà nó ước mơ. Giống làm tan ước mơ của con rồi đấy biết không? Con bé Trà đi làm cùng nó cũng đưa tiền ăn. Vậy mà gia đình này chỉ có mỗi ông già rồi còn đổ đốn ăn chơi. Vân và Trà nhìn nhau buồn bã khi thấy bố mẹ cãi nhau. Trà nhìn sang Vân. Em có tiền để dành, chị cứ lấy của em mà đi tập huấn. Họ không bao ăn ở đâu, chị có tiền học thôi. Để chị tính cách khác, chị không lấy của em đâu. Để đấy, nếu em có thi đậu thì lấy khoản đó làm chi phí đi lại. Chị cũng có đi làm mà sao không có tiền để dành vậy? Vân xoa đầu trước câu hỏi của Trà. Ngay lúc ấy mẹ Vân mở cửa ra, tay chỉ vào đầu Vân nói giọng dường như trách móc, cũng không kém phần yêu thương. Nó làm bao nhiêu đem đi từ thiện hết cho người ta rồi. Trà hiểu 30 tuổi rồi, còn thân không lo, đi lo cho mấy đứa bé đến đấy đến bao giờ. Mình còn làm ra, còn các em bé đấy bị bỏ rơi có ai nuôi đâu mẹ. Nếu là người Hàn còn được hỗ trợ. Đây là sinh viên qua đây chơi bời rồi sinh con ra, nên các cô ở đó thương tình, làm thành trại trẻ mồ côi. Không hiểu sao chưa có con, nhưng con rất thích trẻ con. Mẹ Vân nhìn con ấp úng. Đi ngủ đi, cứ nói câu nào là lại cái lại câu đó. Tôi trông cho ai rước cô sớm thì dùm tôi. Con mà đi lấy chồng nhá, mẹ đừng có mà khóc đấy. Bảo anh Thuận cưới sớm cho chị đỡ bay bổng. Trà lý hí trên ngang vô. No no, chị không muốn cưới sớm. Bao giờ sự nghiệp ổn định, khi đó hãng tính. Thuận nó chờ con một năm nay rồi, để nó chờ lâu nó bỏ đi yêu đứa khác lại hối hận. Mẹ Vân lào bào. Vân cười hí hửng với mẹ. Càng tốt mẹ ạ. Mẹ Vân co tay trước mũi nhìn hai đứa con gái. Mà sao hai đứa có mùi rượu thơm thế? Hôm nay sinh nhật cô Choi. Trà nhanh miệng trả lời. Thế Vân lăn vào giường nằm, mẹ cô quát. Không tắm rửa gì à mà đã lăn ra ngủ. Đánh vào mông thấy con đã ngủ, mang cười thưởng nhẹ nhóm. Hôm sau Vân sắp đồ đạc để chuẩn bị đi thì có tin nhắn của Thuận, bạn trai của cô nhắn. Anh đang ở ngoài ngõ rồi. Vân chạy ra trong không khí lạnh của thu Hàn Quốc, lá rơi đầy trước cổng ngõ. Thế Vân chạy ra, Thuận liền hỏi. Mai bay rồi à? Vâng, mai em bay. Vân xoa xoa hai bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh rồi trả lời Thuận.
anh bận quá nên chưa có thời gian nói với em. Anh nói đi. Bố mẹ anh qua đây rồi, anh cũng xin bố mẹ cho chúng mình cưới nhau. Rồi bố mẹ anh nói sao? Bố mẹ anh nói là bao giờ em có bầu thì mới cho cưới. Anh nghĩ chúng mình đến lúc rồi đấy. Em nói nghe này, chúng ta yêu nhau và cưới nhau thì cưới, không có khái niệm bầu trước rồi mới cưới. Lỡ em không bầu thì sao? Anh tin anh làm được, em có tin anh không? Cô búng mũi Thuận. Em biết anh đang nghĩ gì đấy. Để em đi tập huấn về rồi tính. Em không tin anh. Không phải không tin, mà em cần phải có thời gian. Đọc báo nhiều cô gái khi yêu thì tình yêu rất đẹp, khi trao thân rồi thì lại vỡ mộng đẹp. Thế nên em 30 tuổi rồi, nên có phần hơi khó tính. Vân cười với nụ cười dễ thương. Em không cho là anh giận đấy. Anh cũng già rồi, đủ chín chắn để chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Vậy về rồi nói nhá, em đi có 3 tháng thôi mà. Anh giận em luôn đấy. Đi vào mùa lạnh thế này, hay ở nhà ôm nhau cho ấm. Em còn công việc, trong nhà có lò sưởi, vàng bật lên là ấm à. Anh ghét em. Vân vọng theo chiêu anh. Này, sao mà hận sớm thế? Vân cười nhẹ nhìn Thuận. Anh là một chàng trai tốt, nhà ngay đầu khu phố. Anh làm kỹ sư xây dựng, đã sống và làm việc ở đây 10 năm rồi. Vân vào nhà chuẩn bị hành lý xong đâu đấy, thế mẹ đang làm bánh cuốn lúi húi dưới bếp. Mẹ đang làm món con thích đấy à? Tiền mẹ để trong túi nhớ ăn tiêu rẻ thôi đấy. Mẹ cầm đấy đi, con có tiền tiêu rồi. Ở đâu ra mà có? Con có tiền tiết kiệm. Mẹ lại đi vay đúng không? Ừ, không vay thì lấy đâu ra? Mẹ trả lại cho người ta đi, con có rồi mà. Con tự lo được, con lớn rồi. 3 năm trước cũng nói câu này rồi, mà có tự lo được cái gì đâu. Thế mẹ kể lỗi ra xem nào. Thôi bỏ qua đi, tôi còn nhiều việc cô ạ. Tối tôi cũng về Việt Nam đấy. Mẹ về tảo mộ ông bà. Cả con Sóc này chứ. Sóc là ai về mẹ? Mẹ vẫn luống cuống giọng ấp úng. À, con nói thì con cũng không biết đâu. Thế cha chuẩn bị đi làm, Vân lên tiếng. Chị bay đêm nay rồi. Cha chạy lại cầm tay Vân. Chị không có tiền mà bảo với mẹ là có, sang đó lấy cái gì mà tiêu? Thì cứ đến rồi tính. Kiểu gì chẳng có việc để làm, không chết được đâu. Với cô cho chị ở nhờ nhà cháu cô ấy. Cháu cô ấy đang về Hàn chơi vài tháng nên nhà bên đó bỏ không, lại đúng trung tâm nên rất tiện cho chị. Thế thì tốt quá rồi, đỡ được bao nhiêu tiền nhà. Cô cười lớn tự tin. Chứ sao, đợt này về chị sẽ được các spa lớn săn lùng nhờ tài năng của mình. Chà trườn mặt đến gần Vân, vừa trêu vừa lắc lư cái đầu. Ok, chị em sau này là nhất. Vân nhẹ chạy cua tay ném gối vào chà. Chà né tránh, vội vàng chào mẹ. Con đi làm đây, chúc chị thường lộ bình an nha chị Vân. Vân nhớ rõ ngày cô bị tai nạn. Nhờ có Trà đã cứu vào bên cô suốt cả quãng thời gian khó khăn, chăm cô như là em gái ruột vậy. Mẹ Vân bên ngoài cửa nhìn Trà đi ra rồi thở dài. Bố Vân thấy vậy cũng lên tiếng. Được cái nó ngoan bà nhở. Tôi cũng mong nó hiền như ông nghĩ. Cái giá của bí mật chính là nuôi nó đấy. Nó biết Vân có quá khứ ra sao khi nghe chúng ta nói chuyện và mẹ cậu Phong. Bà ta nói hãy đem cả nó đi để tránh hậu họa. Bà ta đã tính toán cả rồi. Tại nhà mẹ Phong. Tôi Hương đây. Tôi hết tiền rồi, bà tính sao? Đó là giọng của Hương khi gọi cho mẹ Phong. Mày chán sống rồi đấy hả con danh? Tao và mày đã thỏa thuận xong, sao mà con cứ cố? Nghe giọng hằn học của bà, Hương thấy ngứa tai nên ngắt lời. Con trai bà sẽ nghĩ sao nếu hắn biết được? Mẹ hắn mới chính là kẻ muốn phá tan gia đình, chứ không phải con Hạnh. Có chết, anh ta cũng không nghĩ khi tôi xuất hiện lại khiến bà như mở cờ trong bụng. Bà ghét cay ghét đắng con Vân, nghĩ nó mồ chài con bà. Trước mặt tỏ vẻ đồng ý, sau lưng là muốn hại chết nó. Nhưng ta đâu có xui mày đập chết nó. À, đó là cái ghét bộc phát. Tôi với bà thì cũng giống nhau thôi. Tôi muốn qua anh thăm bạn trai cũ. Hương cố tình kéo dài 3 chữ bạn trai cũ để khiêu khích bà. Đừng mở mồm dơ bẩn của mày nhắc đến con trai tao. Tôi qua thăm thôi, mà cứ coi như tình cờ gặp lại. Cút! Mẹ Phong hét lên. Rồi bà dập máy.
quay sang nói với tên vệ sĩ thân cận. Mau tìm cách xử lý con điên đấy cho tôi. Vâng, thưa phu nhân. Vân chia tay bố mẹ và không thấy Thuận ra tiễn. Vân nghĩ có lẽ là dỗi thật rồi. Cô nhắn tin tạm biệt rồi xách vali lên đường. Xuống sân bay, cảm giác xa nhà lần đầu nhưng lại thấy rất quen khi xuống tới sân bay London. Cô cố mở địa chỉ nhà của cháu cô Choi rồi lên xe buýt, ngắm đường phố Anh cổ kính với cô tỏ vẻ thích thú và cảm giác có nhiều điều mới mẻ. Tới đầu đường nhìn theo bản đồ cô kéo vali đi ì ạch bên trái hay bên phải. Phong lái xe về đến đầu khu nhà, hai người cứ lướt như vậy qua nhau. Hội chợ mở ngay đầu khu nhà đang dựng rạp, bỗng thấy ồn ào. Phong dừng xe lại thì Vân gõ cửa kính xe. Cô cười nhẹ định mở lời hỏi đường. Người đàn ông trong xe kéo nửa kính, chứ không kéo hẳn. Anh cho tôi hỏi đường với à? Cho tôi hỏi khu nhà Fox nằm ở đâu? Tôi thấy bản đồ chỉ ở đây. Toàn bộ khu này là nhà Fox. À, vậy cho tôi hỏi chỗ này. Cô đưa địa chỉ cho Phong xem. Đi bộ 2 cây nữa. Phong ngắn gọn trả lời. 2 cây số nữa cơ à? À, vâng, cảm ơn anh nhiều. Mà anh có phải người Việt không à? Phong không trả lời, lái xe Phong đi. Tôi bụng lúng túng kiểu nhà giàu khinh người. Ứng tiếng nổ đoàn, những người trong rạp hồi chạy toán loạn. Người hô vang. Có bạo động mọi người ơi. Phong từ trên xe chạy xuống, đám đông bạo động tay cầm súng và gậy gộc, đang đánh vào mọi người. Vân chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Họ dùng gậy đánh lên những thanh niên khác. Sao họ lại đánh nhau? Phong chạy qua thì Vân vẫn đang đứng ngơ ngác ở đó. Anh ta thở dài rồi quay lại tóm lấy tay Vân. Cô hoảng khi thấy người đàn ông này nắm lấy tay mình. Này, sao lại nắm lấy tay tôi? Tôi có người yêu rồi đấy. Phong chẳng màng gì đến lời cô gái. Anh hét lên. Chạy đi, nhanh lên. Là sao? Vân ngơ ngác hỏi lại. Phong lắc đầu nắm tay Vân chạy. Bỏ lại cả đống hành lý. Trên vai chỉ còn chiếc ba lô. Thế bọn côn đồ đánh cả con gái, cô hoảng hốt. Anh gì ơi, họ bị điên à, con đồ của tôi. Phong gắt lên. Chạy cho nhanh đi, cô muốn chết không? Không muốn chết, nhưng cũng không muốn mất đồ. Đến khi cảnh sát tràn vào dẹp đám bạo động ấy, lúc ấy Phong mới buông tay Vân. Hai người thở hổn hển. Giờ này vẫn mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quay qua nói với Phong. Cảm ơn anh nhé, tôi cứ nghĩ họ biểu diễn. Phong thở dài bật cười. Cô mới qua đây nên sẽ không biết mấy kiểu bạo động này. Nhưng chỉ cần có hỗn loạn thì dù là gì cũng nên bỏ chạy. Cô ngố ngúc đầu tỏ vẻ hiểu. Anh tên gì vậy để tôi có thể cảm ơn đàng hoàng. Tôi tên Phong. Cô vừa đưa bàn tay ra vừa nhìn Phong và nói. Cảm ơn anh Phong nhé. Tôi tên Vân. Phong đứng im lặng trước lời chào hỏi của cô gái đối diện. Có lẽ ký ức dù có muốn lảng tránh cũng sẽ xuất hiện. Có lẽ dù là tàn khốc cũng phải đối diện. Và có lẽ trốn tránh cũng không đáng sợ bằng ý chờ. Dường như lời giới thiệu của mình có chút gì đó khiến người đàn ông đối diện không cảm thấy vui vẻ. Cô cố vươn đôi bàn tay gần hơn đến chỗ anh ta. Cảm ơn anh nhé, tôi tên là Vân. Cô cố dòm vào gương mặt anh ta đang ngây ra. Cô cua tay trước mặt anh. Anh gì ơi, anh gì? Cô nín lặng khi thấy người cảnh sát đi tới gần chỗ Phong và cô. Anh ta đưa giấy bút. Thưa ông sống tại khu này chứ? Đúng vậy, Phong trả lời. Xin ông ghi đầy đủ họ tên vào đây. Phong như kẻ mất hồn, ký vào tờ giấy rồi đi thẳng lướt qua Vân. Vân trở lại ôm lấy vali và cảm thấy anh ta rất kỳ lạ, tỏ vẻ cao ngạo. Nhưng dù sao anh ta cũng đã giúp đỡ mình, chắc cũng không đến nỗi. Cô cười thở vào nhẹ nhõm. Phong lên chiếc xe đóng rầm cửa, cứ ngồi trước vô lăng buồn bã, đôi mắt đỏ lên rồi cúi đầu gục xuống vô lăng. Tôi chẳng thể nào quên em được. Tôi rất nhớ em. Tôi yêu em Vân à. Vân đi ngang qua thấy anh ta đang gục đầu xuống vô lăng. Có lẽ anh ta đang mệt mỏi chăng? Đến địa điểm căn nhà khá lớn. Có vẻ cháu cô Choi rất giàu có. Vừa mở cửa vào thì một đứa bé chạy vụt vào trong. Tôi giật bắn mình. Tôi vội vào nhà để đồ xuống và không thấy đứa bé đâu nữa. Cháu ơi! Cháu gì ơi? Cô gọi cháu đi à? Cô giật mình quay lại. Đúng rồi. Nhà cháu ở đâu? Có lẽ cháu vào nhầm nhà rồi à? Nhà cháu ở đây mà. Đây là nhà cô mà. Bố mẹ cháu ở đâu để cô dắt đi tìm? Vân đến gần nhìn thằng bé khoảng 5 tuổi rất đáng yêu. Nhà cháu ở đâu? Cháu không về đâu. Cô có thể hỏi tại sao không? Cháu nhớ mẹ. Mẹ của cháu đâu? Bố bảo mẹ đi làm.
Vậy thì mẹ sẽ đi làm rồi về. Mẹ đi lâu lắm mà không thấy về. Cô nhìn thằng bé buồn thiu, cô xoa đầu. Phong lái xe về đến nhà, Vũ em đang luống cuống gương mặt tái mét đi. Cậu Phong ơi, bé Gấu, tôi không thấy nó đâu. Lâu chưa? Tôi dắt nó đi đến siêu thị mua ít đồ, quay ra quay vào tính tiền đã không thấy rồi. Tôi nhờ bảo vệ trích xuất camera thì thấy nó đã chạy ra ngoài rồi, nhưng tìm mãi mà không thấy. Cô cứ bình tĩnh, giờ cháu và cô cùng nhau đi tìm. Vâng thưa cậu. Giờ cháu sẽ đi xung quanh khu. Cô ra công viên. Tôi ra rồi mà không biết đi về hướng nào. Được rồi, cháu sẽ đi bên này. Phong chạy ngó khắp các nơi trong mọi ngõ ngách của khu nhà. Đến khi vã mồ hôi không thể chạy được nữa, anh ta nghĩ chắc chắn thằng bé chỉ loanh quanh trong khu. Về nhà anh ta vội vã xem lại camera ngoài sân. Thằng bé có về cửa nhưng mà khóa, rồi chạy vụt sang nhà đối diện. Vẫn nấu cho thằng bé ăn tạm chút mì. Thằng bé ăn có vẻ tốt, bảo sao trông nó khá bù bấm. Cô quay ra rửa bát thì nó đã ngủ ngon lành. Chắc bố mẹ nó cũng đang đi tìm. Cô vừa ra đến cửa thì thấy chuông ấn liên tục. Mở cửa ra cô thấy Phong. Ơ, em đang làm gì đây? Con tôi đang ở đây phải không? Ờ, có. Tôi đang định ra xem có ai đi tìm không. Anh cũng ở khu này. Anh ta chẳng thèm trả lời mà lao vào nhà. Thế con trai anh ta xốc thằng bé lên vai. Trẻ đang ngủ không nên xốc như vậy đâu. Tôi toàn làm như thế, chẳng làm sao cả. Vậy anh không nhắc à? Trẻ con làm vậy dễ bị giật mình. Phong nghe câu đó thì vội vã bế bé Gấu ra ngoài. Cô ngồi trong nhà gấp chăn, lúc nãy đắp cho thằng bánh rồi thở dài. Hình như là họ cũng ở khu này. Thằng bé thật đáng yêu, có đôi mắt rất giống mình. Phong về nhà đặt thẳng thằng bé xuống giường. Bà Vũ vội vàng chạy vào đắp chăn cho Gấu. Ông đứng lên kéo cà vạt trên cổ áo chỉ xuống cho dễ thở. Bà Vũ quay sang Phong. Từ nay tôi sẽ chú ý hơn, xin lỗi cậu Phong. Trẻ con hiếu động, Vũ đừng nghĩ gì nhiều. Rika, cô giúp việc. Xin nghỉ 2 tháng vì chồng cô gãy chân. Mình tôi sẽ chẳng thể nào làm rể mọi việc. Có lẽ cậu nên tuyển thêm người. Mai tôi sẽ tuyển thêm người. Cô cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi ạ. Cảm ơn cậu, tôi đã già rồi. Nếu không vì bé Gấu chăm từ bé, tôi đã xin nghỉ rồi. Cô vất vả quá. Cậu cũng vất vả mà. Gà trống nuôi con, tôi hiểu điều này hơn ai hết. Phong cười nhẹ rồi vuốt tóc con đang đầy mồ hôi dính trên đầu. Giờ đây đối với bố, con là tất cả. Hôm sau, Vân dậy từ sớm, dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa rồi gọi cho mẹ. Nghe tiếng mẹ trong điện thoại. Mẹ đang ở Việt Nam rồi, con sang đó an toàn chứ? Con vẫn an toàn mà mẹ. Con nhớ ăn mặc ấm đấy, bên đó lạnh lắm. Vâng, con biết rồi, con đi học đi ạ. Vân ra bến xe buýt, đứng tay cầm bánh mì, tay cầm bản đồ tìm địa chỉ tập huấn sảnh A nhà G. Ngồi cắn bánh mì trong lúc chờ xe buýt, tôi thấy người đàn ông tên Phong đó phóng vèo qua. Ngồi trong chiếc xe mui trần đỏ bóng loáng, người Việt mà giàu thật, chứng tỏ cũng rất giỏi. Lát sau tới nơi tập huấn, tôi thấy rất đông, phải xếp hàng để làm thủ tục nhập học. Tiếng bật rượu vang ở trong tòa nhà khiến mọi người chú ý. Phong được ban tổ chức đưa cho chai rượu vang. Tiếng bật lớn chúc mừng anh ta mở gian hàng bán kim cương và đá quý cao cấp tại tòa nhà. Anh ta cười nhẹ trong bộ vest đỏ đun lịch lãm, rót cốc rượu, da tỏa khói nồng chồng lên nhau. Nhân viên cô nào cũng nấy chỉn chu, gương mặt rạng rỡ, chức vị giám đốc trẻ tuổi. Vân đứng cạnh một cô gái bỗng thấy cố lên tiếng. Ơ, cậu cũng là người Việt à? Sao cậu biết? Vân nghiêng đầu thắc mắc hỏi cô gái. Tôi nhìn tờ giấy trên tay cậu đấy thôi, tôi cũng cư trú tại Hàn mà. Đúng rồi, gặp đồng hương. Chào cậu, mình là Vân. Mình là Ly. Đang ấy bao nhiêu tuổi? Mình 23. À, thế gọi chị nhá, chị 30 rồi. 30 á? Sao mà trông trẻ vậy? Chắc là do ăn ngủ tốt đấy mà. Em nghĩ bằng tuổi là cùng. Chắc chị có gia đình rồi chứ. Chị chưa, vẫn còn rất là mải chơi. Khéo lấy một lấy sướng đấy chị ạ. Lấy sớm làm gì cho khổ. Người bên kia cũng là người Việt đấy. Nói xong Ly chỉ tay qua Phong. Sao tinh vậy? Em thấy anh ta nói chuyện với nhân viên bằng tiếng Việt mà. Mà anh ta giàu lắm. Ừ. Một viên trong tủ kia là đủ sống rồi. Ly nhìn chằm chằm viên kim cương. Nếu mà em được yêu người giàu thế á,
làm vợ bé em cũng chấp nhận. Ê, sao mà phải phí đời thế em? Lấy người mình yêu là sướng nhất. Em yêu nhiều rồi, nhưng em chỉ thích trai giàu có thôi, nhưng kia chẳng hạn. Tôi cười nhạt, hắn có vợ rồi mà vẫn mơ tưởng. Con bé này điên rồi. Ai là Thu Vân? Câu nói người điểm danh vang lên. Là em ạ, thưa cô. Thành tích rất tốt, em sẽ phải vào nhóm A. Thành tích rất tốt, mời em vào nhóm A. Vâng, cảm ơn cô. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết phần 1 của ngoại truyện bộ truyện Kiếp Đàn Bà của tác giả Tống Thị Phương Anh qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và để theo dõi được phần tiếp theo, phần ngoại truyện thứ 2 của bộ truyện hấp dẫn này, thì quý vị và các bạn đừng quên like video và đăng ký kênh YouTube Chị Rộng. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tập tiếp theo.